nhiều luôn. Thì mình sẽ tô phấn mèo, hướng dẫn người tô. Ở dưới đây là cái nền gạch nha mọi người, xung quanh là những đồ và sách bọng rồi đó. Mình sẽ tô phấn mèo vào. Ướt người ta rồi xíu ướt. Tiếp nữa mình sẽ tô mèo vậy. Tiếp nữa mình sẽ tô là màu tím. Tô tím nha. Mưa nữa trời, mưa hoài vậy.
tôm mà xanh lá. Mưa hơi lớn rồi không cảm nha. Cái sao mày nha. Tôi xong rồi. Đây chính là thành phẩm bức tranh của mình. Cảm ơn mọi người đã xem video với like.